8 tháng 3 hoàn tiền khi mua đơn hàng từ 500.000, mua càng nhiều hoàn tiền càng nhiều. Nhân dịp quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, CNV diễn ra chương trình tri ân giảm giá từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3, tức là từ thứ 6 tuần này đến thứ 2 tuần sau. Với hóa đơn 500.000, các chị nhà mình sẽ được hoàn ngay 100.000, với hóa đơn 1 triệu sẽ được hoàn ngay 250.000 và rất là nhiều những mức hoàn tiền khác dành cho các chị nhà mình tại các cửa hàng 817 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lợi Bán Vích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Mua sắm thoải mái mà còn được hoàn tiền, các chị nhà mình đừng có bỏ lỡ nha.